là núi đá, thung lũng không ngừng như một ốc đảo giữa rừng. Chính vị trí đặc biệt ấy đã tạo nên nét riêng trong cách bố trí làng bản và phương thức canh tác ruộng đồng của người Thái nơi đây. Thì bản Kho Mường nó có cái thung lũng tách riêng biệt ra tất cả các bản khác. Quy hoạch của bản thì nhà thì ở hai đồng ruộng thì nó lại nằm ở một phía khác của trong thung lũng. Và đặc biệt khác ở không phải là ruộng bậc thang mà là ruộng bằng phẳng. Sống chậm rãi hay cánh đồng lúa chín vàng, nơi đây còn có một hang động kỳ vĩ, một thắng cảnh độc đáo chỉ có ở Phủ Luông, hang rơi Kho Mường. Ở đây là đầu em đến cái hang rơi và khi mà em bước lên đến cái bậc thang cuối cùng. Thường trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với khu bảo tồn thiên nhiên Phủ Luông. Hãy một lần đến với Kho Mường để cảm nhận những cảnh sắc tuyệt vời của đồng bào tại vùng đất cao nhất Phủ Luông.